ngoài bán quá trời giấy bao sách đẹp luôn, nhưng con lúc nào cũng phải xài giấy lịch thôi. Con lấy giấy lịch bao sách thì có làm thay đổi nội dung ở trong đó hay không? Không có đúng không? Nội dung không thay đổi là bao đi con. Mẹ có thể mua giấy bao tập cho con không? Nếu bị tập đẹp thì chắc là con sẽ học tốt hơn. Thôi đi, bài kiểm tra của con chưa bao giờ được điểm cao hết. Chị giỏi nói không hà. Cuộc đấu khẩu của các chị em gái. Bà xã, mẹ anh ơi, về rồi nè. Con với ba về rồi đây. Ê, chà. Ông cái gì vậy ba? Hôm nay ba lại đưa Mimi đi đâu nữa hả? Sắp vô năm học mới rồi nên ba dẫn Mimi đi mua mấy thứ. Nhiều như vậy mà ba nói là mấy thú hả? Chị làm gì vậy? Cái đó là ba mua cho em mà. Tất cả đều là của Mimi sao? Con bé này kỳ cục quá. Đang hết về phòng đi Mimi, nhớ sắp xếp gọn gàng đó con. Mẹ không thể bất công như vậy được. Tại sao em có giấy bao kiến mà con phải xài giấy lịch chứ? Con cũng muốn có giấy bao kiến. Chị không có quyền nói điều đó với em đâu nha. Em nói cái gì? Lúc nào em cũng phải mặc lại quần áo cũ và xài những đồ dùng cũ của chị. Ba Mi là con trai nên em ấy luôn được xài đồ mới. Còn em thì chưa bao giờ có bất cứ cái gì của riêng mình. Nhưng ít ra em là người có nhiều quần áo nhất. Hả? Em có quần áo nhiều nhất hả? Tất nhiên là phải nhiều rồi. Vì đó toàn là quần áo chị mặc không nhiều mới cho em mà. Cho dù chị có thèm muốn cỡ nào thì những thứ này đều là của em hết. Em đang bao sách đó hả? Chị thấy rồi đó. Có cần chị giúp không? Chị là cao thủ về bao sách đó. Sao cũng được hết. Mấy miếng này bị dưa có đúng không? Nếu em không xài thì cho chị đi ha. Không có đâu, để đó em xài sao nha. Cái cục bé đáng ghét này. Mimi à. Không phải chứ, em mới có cặp mới luôn kìa. Thật không công bằng. Nếu vậy thì buông ra, chị muốn lấy cái này. Em có quá nhiều rồi. Nhưng mà em không thích. Hai cái đứa này cứ cãi nhau hoài, có chịu thôi đi hay không hả? Mẹ ơi, chị bỏ ra. Cái này sẽ là của chị. Mimi à, sao em giá hả? Tại chị mà. Mẹ đã nói là hai đứa có chịu thôi đi hay không hả? Mẹ ơi, ba ơi, con sợ quá. Con gái của ba là đẹp nhất. Đứng thẳng lên, ba chụp cho một tấm hình đây nè. Nói kim chi đi. Chadu à, con qua đứng chung với Mimi luôn đi nha. Con không không đâu. Con nói cái gì mà qua đó với mẹ đi. Nếu con còn tiếp tục cư xử như vậy thì mẹ sẽ đánh đòn con ngay tại đây. Thôi được rồi, hai đứa đừng có gây rối nữa. Nè, nhìn ba và nói kim chi đi. Một, hai, ba. Thầy sẽ sắp xếp theo đôi bạn học tập để thi đua trong tháng sau. Bây giờ thầy kêu tên em nào thì em đó sẽ đến ngồi vào chỗ thầy chỉ định nha chưa? Chào bạn. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình là Jun. Mình là Mimi. Mimi, tên của bạn thật sự rất dễ thương ấy. Không có đâu. Nè, bạn ngồi lộn chỗ rồi đó. Jun là đôi bạn học tập của mình, bạn đứng dậy đây. Xin lỗi nha, có lẽ mình đi lộn rồi. Chờ chút đã. Đây là chỗ của Mimi mà. Chắc là bạn nghe lộn rồi đó. Bạn có muốn đổi chỗ với mình không? Chuyện này đơn giản mà. Dạ thưa thầy, em muốn hỏi là tụi em có thể đổi chỗ ngồi được không thầy? Bạn ấy và em muốn đổi đôi bạn học tập cho nhau. Thầy đồng ý nha thầy. Hả? Đồng ý à? Có phải là em thích Jun rồi không? Thầy ơi, em không muốn đổi chỗ đâu. Em muốn giữ nguyên vị trí ngồi như cũ. Không được, mình phải nhận.
Mẹ ơi, con nói nè, nếu lúc ở trường con mắc tiểu thì phải làm sao? Con có thể về nhà rồi quay lại trường không? Sao phải vậy chứ? Con nên học cách dùng nhà vệ sinh ở nơi khác đi. Không lẽ cứ mỗi lần dùng nhà vệ sinh là con lại chạy về nhà hả? Nhưng mà con sợ lắm mẹ ơi. Phải làm sao? Làm sao đây? Làm sao đây? Ủa, đó là Mimi có phải không? Hình như em ấy không thể vào nhà vệ sinh hay sao? Bạn đừng có lo cho nó, chúng ta đi thôi. Shadow à, bạn nên dẫn em ấy đi đi mà. Bạn cũng từng nói hồi học lớp 1 bạn rất sợ nhà vệ sinh còn gì nữa. Mặc kệ em ấy đi, tất cả mọi chuyện em ấy đều tự làm. Cái gì em ấy cũng thể hiện ra là mình biết rất rõ. Còn mình thì không có dự định sẽ chia sẻ mọi thứ với em ấy đâu. Chia sẻ mọi thứ là cái gì chứ? Sau khi em ấy lợi dụng mình để có thể an toàn vào nhà vệ sinh rồi thì chắc chắn em ấy sẽ vẫn giữ lại tất cả các giấy bao kiến thôi. Bạn đang nói cái gì vậy? Nè Shadow à, chị ơi. Nếu em không thể vào nhà vệ sinh, tại sao lại không báo cho thầy biết hả? Ủa, đúng rồi Shadow à, Mimi là em gái của em đúng không? Vì Mimi không thể vào nhà vệ sinh đúng lúc nên em ấy đã lỡ đi tiểu trên hành lang luôn rồi. Dạ. Giờ em có thể dẫn Mimi về nhà được không? Thầy nghĩ em ấy cần thay một bộ quần áo khác. Thay xong rồi quay lại, thầy phải về để ổn định lại cả lớp đây. Ủa? Hình như chuyện này thành truyền thống rồi ha. Năm nào trường chúng ta cũng có sự cố liên quan đến nhà vệ sinh đúng không? Thầy cứ về lớp trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý cho. À, dạ, vậy tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Cha, cha đua cũng đã lên lớp 3 rồi có đúng không? Hãy chăm sóc cho em gái của em đến khi con bé thích nghi ha. Thầy hiệu trưởng ơi, em có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì? Em cứ nói đi Mimi. Thầy làm ơn nói với chị ấy là em biết lúc đó chị ấy làm lơ em. Thầy hãy nói với em ấy là em không thấy cái gì hết. Xin thầy nói với chị ấy là chị ấy đừng có nói dối nữa. Thầy hãy nói với em ấy là nó xứng đáng bị như vậy. Hai cái đứa này sao có thể đối xử với chị em mình như vậy được chứ? Bắt tay, phải bắt tay làm lành ngay lập tức. Hai đứa mau dừng lại cho thầy. Xin lỗi ai vậy? Dạ, ngài là thầy hiệu trưởng sao? Hai cái đứa này, mẹ không thể nào sống nổi vì chuyện mà hai đứa đã làm. Xấu hổ quá trời quá đất à. Thôi được, nếu hai đứa ghét nhau tới như vậy thì từ giờ đừng làm chị em nữa. Mẹ sẽ tách mỗi đứa ra một gia phả là được rồi. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hai đứa mau đưa bắp chân ra đây. Đau quá đi. Nè, cho Shadow. Bạn lại muốn gì nữa? Chào nha, đã lâu không gặp. Bạn muốn gì thì nói luôn đi. Bây giờ tâm trạng của mình không được tốt đâu, đừng có kiếm chuyện với mình. Mình đã nghe chuyện của em gái bạn rồi. Làm sao bạn biết được? Thì em gái của mình kể đó. Em gái bạn với em gái mình học chung lớp mà. Trời trời nu, quy luật chị em rất quan trọng. Mình đã nghe nói là em của bạn dám cướp bạn học tập của em mình. Nếu như không muốn mình tìm nó để tính sổ thì cậu hãy làm gì đi, có hiểu chưa? Bạn nói cái gì? Không biết người ta sẽ nói gì về chuyện xấu hổ mà em gái của bạn đã làm ngày hôm qua ha. Nhắc mới nhớ, hồi lớp 1 hình như là bạn cũng vậy á. Cho nên mẹ bạn nên bỏ thêm 2 miếng tải vô cho hai người đi. Bạn em đây. Gàn lắm, bạn dám ra tay. Chân của mình đau quá. Ủa, sao hả? Là Mimi hả? Các người giá Mimi à, em mau chạy đi. Chị ơi, dám cái chị của em hả? Chạy lên thôi. Chị ơi,
cái bộ này là ai? Đó là bạn Đông Hy lớp em. Hả? Đông Hy à, em bị sao vậy? Chị ơi, em muốn đi tiểu. Em nói gì không nghe? Bạn ấy muốn đi tiểu. Cô bé sắp tè dầm này là em gái của bạn hả? Chị ơi, em nhịn hết nổi. Ủa? Chị gái của cô bé tè dầm. Trời trời đu, bạn chờ đó đi. Nói nghe nè Mi Mi. Dạ sao vậy chị? Kể từ bây giờ nếu như mà em muốn đi vệ sinh ở trường thì cứ chạy qua lớp của chị tìm chị. Dạ. Chị ơi, em muốn đi tiểu. Ở đây không có được đâu, ráng nhịn một chút đi. Chúng ta sắp về tới nhà rồi. Không nhịn được. Ráng lên, ráng lên. Tuần lận sao? Bởi vì bà ngoại bị bệnh mà con. Vậy tức là tụi con phải tự chăm sóc lẫn nhau hả mẹ? Có ba nhà nữa mà. Mình à, anh mà bỏ lơ bọn trẻ là anh chết chắc với em đó, anh có biết chưa? Anh hứa là sẽ chăm sóc tốt bọn trẻ, cho nên em cứ yên tâm lo chăm sóc cho mẹ đi nha. Trời ơi, em không biết là em có thể tin tưởng anh được hay không đây. Em về quê chăm sóc mẹ thì anh phải phụ em thôi. Có anh ở đây rồi, em đừng có lo lắng. Và nhớ tự chăm sóc mình đó nha. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Có vẻ anh đã trưởng thành hơn trước nhiều. Được rồi, có chuyện gì hãy gọi điện cho mẹ, có nhớ chưa? Ôi trời ơi. Mẹ ơi. Được rồi, mẹ đây nè con. Mẹ ơi. Thôi mẹ đi đây, hẹn gặp các con vào tuần sau. Nè em gái à, em làm tốt lắm. Thi mẹ vắng nha. Chị ơi, chúng ta có thể coi tivi tới bao lâu vậy? Coi tivi bao lâu hả? Coi cho tới khi nào chúng ta buồn ngủ. Đầu tiên sẽ tìm mấy món ăn vặt trong khi coi tivi. Nếu không có thì lấy tiền mẹ đã cho đi mua đồ ăn vặt. Yeah! Ba ơi, chúng ta hãy đi siêu thị thôi ba. Đã lâu lắm rồi mình không được uống một chầu thật thoải mái với bạn bè. Có vẻ chúng ta mua hơi nhiều rồi đó. Nhiều tới nỗi đem về vất vả luôn. Nhiều quá à. Đừng có hỏi nữa, mấy em hãy mau bỏ vào trong tủ lạnh đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ vào tủ lạnh? Nếu như để cho đồ ăn lạnh thì ăn sẽ ngon hơn. Hãy mau bỏ hết đồ ăn vào trong tủ lạnh đi nào. Nhanh tay lên. Tủ lạnh. Như vậy chắc là được rồi đó. Anh đang nó đúng không? Không thể được được được. Tôi không bao giờ gặp phải thằng cái đó hết á. Đi mình hết trơn đúng rồi. Mắc cười thiệt đó. À, chị ơi, có chuyện rồi. Tới đây mau. Vậy vậy chương trình đang hay mà. Nhanh lên, chị tới đây mau. Sao? Có chuyện gì chứ? À, chị ơi, chị nhìn kìa. Bị đổ ra hết rồi. Làm sao bây giờ chị? Khi mẹ quay về mà biết nè, được nè, bình tĩnh thì... đi. Chắc có lẽ là do cửa tủ lạnh bị mở ra thôi. Bây giờ nói thế nào cũng vô ích thôi. Hả? Chị có cách rồi. Gọi điện thoại cho ba về giúp đi. Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo. Khang Ly. Khang Ly. Ôi trời. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Vợ tôi đang đợi nên chắc tôi phải về thôi. Bộ anh không đi về hả? Dĩ nhiên là giờ tôi cũng phải đi chứ. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, anh nên đón taxi về nhà đi. Ai nói là tôi về nhà, chúng ta đến quán khác tôi sẽ đãi. Thôi mau lên chúng ta đi thôi. Chờ đi.
Đau bụng quá rồi. Chị ơi, em thấy đói bụng quá. Thôi được rồi, tất cả chúng ta đều cảm thấy đói bụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nấu cái gì đó để ăn. Tối qua chắc là ba về nhà trễ lắm đây. Ba đã đi làm và bỏ lại tủ lạnh như vậy nè. Hôi quá đi, chắc là bị hư hết rồi. Chờ chị một chút nha. Chúng ta vẫn có thể ăn kim chi được. Có một quả trứng nè. Được rồi, chúng ta làm thử nha. Em phải đổ đủ dầu để tráng đều hết cái chảo này. Bây giờ thì hãy đổ dầu vào trong đi. Đổ đủ dầu để tráng đều cái chảo. Chắc là tụi nhỏ đã ngủ ngon giấc rồi. Chúng ta không đến quán khác hay sao? Chắc là bây giờ tôi cần phải về nhà. Được các rồi, con tạm của biệt. Ba sẽ mua gà nướng về cho các con nha. Hãy chờ ba một chút nha. Như ở nhà không có ai hết trơn. Trời. Ôi trời, cái gì vậy? Trời ơi, nhà cửa gì mà bề bộn quá trời. Không biết có cái gì đáng giá không nữa. Nhà có người hay sao? Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy ta? Chúng tôi nữa đây. Cứu tôi với.
Trời, mẹ cha đu à? Tôi cứ nghĩ là đến tuần sau chị mới về. Thật là may mắn là mẹ của tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Ôi trời đất ơi, vậy thì tốt quá rồi. Các con à, mẹ đã về rồi đây nè. Các con à, không có mẹ chắc là vất vả lắm có phải không? Chính vì vậy mẹ đã mua hồng khô cho các con đây nè. Mình để nó ở đâu ta? À, nó đây rồi. Các con à, mau ra đây đi. Hả? Mẹ hả? Mẹ về rồi hả? Mẹ! Các con làm gì vậy? Mẹ ơi! Con ơi! Con ơi con! Tại sao bây giờ con mới trở về vậy con ơi con? Anh cảnh sát ơi, mau đi thôi! Nhanh lên! Mấy ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm một tên trộm ở trong khu vực của chúng ta. Cũng may là không có chuyện gì xấu xảy ra hết. À dạ. Xin báo cáo, có một người đàn ông say rượu bị rớt xuống sông Hàn. Xin vui lòng kiểm tra ạ. Ồ được rồi, đã nghe rõ, tôi kiểm tra ngay. Mình đang ở đâu vậy trời? Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Ừ, chào các em, trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minchi. Trời cha đu. Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Wow, khoai lang nướng nè. Minchi à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô nhớ đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai còn nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cha đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Hay là bánh gạo cay kìa. Đi thôi Minchi. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Đúng rồi con. Cha đưa chắc chắn ăn 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? Đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm toán nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Để mình với. Nghi ngờ người bạn thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa. Minh Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Trên đường à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô
ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình của ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con, ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn, cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Ôi, anh không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đó, biết chưa? Minchi à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi, cho đưa à. Nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minchi à, cảm ơn bạn nha, Minchi à. Bạn bè không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được, bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình, Minchi à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha Đu về rồi hả? Con về thật tốt quá, con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ, con không đi được đâu. Vì con đã hứa với người bạn thân Minchi của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được, vậy lát nữa khi đi chợ, mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Trời ơi, nhìn kìa, mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon. Tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt già nhìn không ngon chút nào hết. Hả? À, cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả? Nếu không bán tôi sẽ lấy bỏ cả tiền nha. Ôi, vậy thôi cha Đu. Ôi, cái cô đó lấy cái ớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Minchi à? Mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha Đu à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà... Chính vì vậy, Minchi à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt. Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi. Có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Và chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Trời, đừng nói linh tinh nữa. Dạ bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được. Bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu. Nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Bà ơi bà hãy ăn từ từ thôi. Rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cô thật tốt bụng quá. Cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Yeah! Chị sao đâu? Chị bị sao vậy? Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà.
gì vậy? Mau đi lượm đậu về đây cho bà đó. Dạ, dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây, nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đời. Anh nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Ủa? Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Nè, mẹ mới đừng khóc mà. Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi à. Nè con à, có chuyện gì vậy? Bông bông con bậy rồi. Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Hư nè. Dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Đừng lại. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được nè cháu gái. Nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả? Là con sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì. Cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Sorrow.